you put them out. Like the burning end of a midnight. Thấy rõ đúng không ạ? Vâng, thì cũng cảm ơn anh Huy đã trình bày xong về phần Beaujolais. Thì cũng đã xong những phần về rượu vang của bên SSS là hỗ trợ các bạn trong một tháng. Thì các bạn cũng cố gắng tham qua. Thì sau đây sẽ là một phần nhỏ. Nó cũng có sẽ có một vài câu hỏi và sẽ có một vài phần kiểm tra cũng có liên quan về Fortified White Spirit và liquor. Thì hôm nay thì mình xin trình bày một chút về phần này. Thì nói đến Pháp thì các anh chị cũng đã trải nghiệm rồi. Thì bên cạnh những cái chai rượu đẳng cấp, những vườn nho tuyệt vời như là Burgundy hay là Beaujolais hay là Bordeaux, thì bên cạnh đó thì phải phần đồ ăn cũng như về food hay là những cái phần rượu mạnh, rượu mùi, rượu vang cường hóa cũng rất là quan trọng và cũng rất là nổi tiếng của Pháp. Thì những chai spirit như như là cognac, armagnac hay là cavados, pinot de sauvignon, thì đây là những chai mà cũng đã đánh dấu những cái những dòng rượu mà nổi tiếng của đất nước Pháp khi mà giới thiệu nó, khi mà nói chuyện về đất nước Pháp bên cạnh những chai rượu vang. Thì phần đầu tiên chúng ta sẽ đi vào đó là cái phần Fortified Wine. Fortified Wine chính ra là cơ bản nhất của nó chính là vang cường hóa. Vang cường hóa này là gì? Đó là một loại vang basing wine, thì đến từ các vùng khác nhau, thì đến từ những loại rượu khác nhau mà chắc chắn phải là rượu vang. Thì họ sẽ thêm những cái dòng rượu mạnh vào để mà ngăn, để làm cháy con men. Khi mà cháy con men xong á, thì nó vẫn giữ được cái độ ngọt của dòng ngọt tự nhiên của cái dòng vang cường hóa này. Thì nó được sản xuất thì hầu như khắp nơi thế giới, những nơi nào mà có rượu mạnh hay là rượu vang thì họ có thể sản xuất sử dụng tùy theo cái mục đích và tùy theo cái điều kiện tự nhiên. Thì có những tên mà nổi tiếng như là port wine, Madeira, Sherry, Masala đến từ một đảo của Ý, Vang Douce Natural là của Pháp, và Vermouth thì nổi tiếng ở Pháp và Ý. Thì tùy theo cách sử dụng của cái Fortified Wine, vang cường hóa này, thì có rất là nhiều cách sử dụng. Có thể là sử dụng là before dinner, sau dinner, có thể là nick chiêu nhẹ, đá, có thể sử dụng vào cocktail hoặc là support cho cái những cái mà nấu ăn. Thì bên cạnh những dòng Fortified Wine ấy, thì mình lại có thêm một dòng nữa là đã biến thể từ dòng Fortified Wine là vang cường hóa, thì mình đã cho ra được dòng Aromatic Wine. Thì chứ là cơ bản của nó chính là dòng vang cường hóa, nhưng mà thêm những cái spice, những cái herb, những cái natural flavor để làm cho hương vị của cái Fortified Wine trở nên phức hợp hơn. Sẽ có Kikina hoặc là Vermouth hoặc là Barolo de Chiato. Đó là về vang cường hóa của bên Pháp á, thì mình chia ra làm là ba khung. Thì đầu tiên mình sẽ có là vang Douce Natural. Vang Douce Natural này á, thì là nó là hầu như là đến từ khu vực Lăng Đốc ở Roussillon và khu vực Rhône, Nam Rhône là chủ yếu. Thì nó sử dụng được phương pháp gọi là Moutarde. Phương pháp Moutarde là một phương pháp rất là giống với là phương pháp làm bột wine của bên Bồ Đào Nha. Thì nó chẳng khóa nó khác một tí là cái dòng mạnh mà khi nó cho vào khu vực lên men của cái dòng vang cường hóa này á, là tầm khoảng 96 độ. Còn bột wine thì chỉ có tầm khoảng là 77 độ thôi. Thì đó là cho ra một cái quả là sweet half wine. Thì nồng độ cồn của cái dòng rượu vang cường hóa vang Douce Natural ngọt tự nhiên này á, thì tầm khoảng là 14 độ cho đến khúc cao hơn tí, cao hơn tầm khoảng 20-22 độ. Phần chính của rượu vang cường vang Douce Natural này thì những giống nho mà cơ bản của nó thì thường lấy là giống nho Muscat cho rượu vang trắng và giống nho Grenache Noir Grenache cho rượu vang đỏ. Thì bên cạnh cái dòng vang ngọt tự nhiên này thì mình sẽ có những cái vang để liqueur. Vang để liqueur thì nó khác cái vang Douce Natural ở chỗ là
Thì cái spirit, grape spirit mà khi nó thêm vào á, cho cái grape mousse là cái những cái nước nhỏ á, cho thêm vào là trước khi lên men, thì nó được gọi là phương pháp là mistillate, hoặc là mix nghĩa là mình pha trộn. Thì kết quả của vang mang lại thì khi mà cho vào trước khi lên men á, thì về cái độ kết quả cho ra của vang delicate nó sẽ ngọt hơn và nó sẽ đậm hơn cái dòng vang ngọt tự nhiên. Cho cái vang de liqueur, có những chai vang de liqueur nổi tiếng của Pháp như là những chai Floc de Gascogne, Pinot de Saron hoặc là Mặt Vang de Jura. Tiếp theo thì ở khúc mình sẽ có thêm một loại nữa biến thể từ Fortified Wine, đó là Aromatic Wine. Thì cũng như mình chia sẻ hồi nãy thì Aromatic Wine thì đó là những cái vang cường hóa Fortified Wine, nhưng mà mình thêm herb, thêm spice, thêm những cái loại trái cây vào để cho hương vị cho nên phức hợp hơn và sử dụng được nhiều vào nhiều mục đích hơn. Có một vài cái fortified wine quan trọng của Pháp mình liệt kê tay ở đây, như là Vang Dux Natural thì hầu như đến từ vùng Languedoc-Roussillon. Như đợt trước các anh chị cũng có học qua vùng Languedoc-Roussillon thì anh Huy đã có chia sẻ rồi, như là những AOC Mori, Banjut, Rivazan hoặc là Rasto. Thì bên cạnh đó thì còn có những cái loại như là Muscat de Frontignan hay là Muscat de Luno. Ở phía đảo Corsica thì mình sẽ có là Muscat de Cap Cox, cũng làm từ nho Muscat Batik de Grand, nhưng mà là làm ở đảo Corsica. Còn Vang de Liqueur thì có những loại như này, Pinot de Saron thì ở được vùng Cognac, nó được pha trộn từ grape mousse của Cognac với lại là Cognac. Mắc văn de Jura thì làm từ vùng Jura. Nhưng mà riêng cái mắc văn de Jura này có đặc biệt một chút á, là nó không thêm grape spirit mà nó thêm là mark de Jura, là một cái bomace, là một cái spirit nhưng mà không lên men từ nước nho mà lên men từ những cái bã nho, những cái phần còn dư lại của khu vực mark. Floc de Gascogne thì lại đến từ vùng Armagnac, thì lên men từ grape spirit của Armagnac và grape juice của mình nhé. Aromatic wine thì mình có những tên cũng rất là mình hay gặp trên thị trường, như là Dubonnet, Lillet của Bordeaux, Vermouth thì ở Pháp thì thường sản xuất ở khu vực Marseille hoặc là khu vực Chambéry, là mình sẽ có trên thị trường có những chai Vermouth của Pháp như là Dolin. Các anh chị có thấy Dolin thị trường năm tăng thi thì ra cũng có chai Dolin Vermouth để mà mình làm một cái cocktail Negroni. Noisy Brat thì thường thường là chủ yếu ở vùng Marseille, nhưng mà bây giờ là cũng rất là phổ biến ở khắp nơi trên ở chỗ Pháp và trên toàn thế giới. Đây đã là khu vực của AOC của cái Vang Dux Natural, thì ở chính là ở khu vực Languedoc và Roussillon. Ở Roussillon mình sẽ có những cái AOC như là Mori, đây Banjus, đây mình sẽ có là Rivazan. Rivazan này sẽ có là AOC Rivazan và sẽ có được là Muscat de Rivazan. Muscat de Rivazan, các anh chị có gắng phân biệt cái khúc này, tại vì là nhiều lúc là các anh chị hay bị nhầm. AOC Rivazan nó phân ra là những bốn cái AOC khác nhau, và chủ yếu là giống nho đến từ AOC Rivazan để làm Vang Dux Natural là Grenache, nhưng mà Muscat de Rivazan thì lại là lấy từ giống nho Muscat Petit Grand. Còn khu vực Languedoc thì mình sẽ có những bốn cái appellation rất là quan trọng. Khi nào thì thấy năm nào mà phần thi Vang Dux Natural thì cũng có ra, đó là Muscat de Saigon de Minervois, Muscat de Luno, Muscat de Minerva và Muscat de Frontignan. Đây là khu vực của Languedoc. Cái gì đẹp với bố? Về AOC của Banjus và AOC Banjus Grand Cru, thì AOC Banjus thì được thành lập vào năm 1936. Thì có bốn cái AOC border town mà khi nói về Banjus là Colo, Bọc Vang Dre, Banjus và Sepere. Thì trong cái phần policy của nó thì ít nhất là phải được làm từ Fortified Red Wine, mà ít nhất là phải 50% của giống nho Grenache Noir. Được có nhiều cách maceration là ngâm và mình phát triển trong chai hoặc là phát triển trong những cái thùng gỗ. Như Fore là một cái thùng gỗ rất là lớn, có thể từ 20 hectolit cho tới 40-50 hectolit. Barrel thì tùy theo barrel, 225 lít hay là 228 lít, demi-muy. Một trong những thùng gỗ rất là lớn, tầm khoảng 100 lít đô la.
Và có thêm được là một cái style làm rượu của khu vực Banjul. Các anh chị hay thường thấy ở Banjul hoặc là ở AOC Mori thì họ sẽ có được bỏ trong cái glass bonbon. Glass bonbon này là một cái bình tầm khoảng 50 tới 70 lít, rất là tròn. Chữ cái dòng rượu Van Dus Natural này khi mà sản xuất xong á, thì nhà làm rượu sẽ bỏ trong cái những cái chai glass này là thủy tinh để mà phơi dưới ánh nắng vậy á, phơi dưới ánh nắng, mà khi phơi dưới ánh nắng vậy á, trong thời gian họ sẽ boost được cái những cái hương vị của cái dòng rượu vang dòng rượu Van Dus Natural này, họ muốn hướng tới như là ngọt hơn, caramel hơn, coffee, toffee và những cái mùi phức hợp cho dòng rượu muốn đấy. BLC Grand Cru, Banjul Grand Cru thì năm 1962 là đã take note cái này. Và bên cạnh đó thì nó khác cái IOC Banjul bình thường đó, thì trong cái phần maceration đó, ngâm hay là blend đó, thì ít nhất phải có 75% giống nho Grenache Noir. Còn lại thì nó sẽ thiên về Grenache Gris hoặc Grenache Blanc để mình thêm vào cho cái ủ đó, thường thường là tầm khoảng hơn 30 tháng trong thùng gỗ. Khi mà mình sử dụng một phương pháp như bonbon đó, thì mình sẽ cho ra được cái những spicy, matcha, tobacco, coffee, toffee và những cái roasting khác nhau. Đây là sự khác nhau giữa hai cái IOC của Banjul. Vì IOC của Riverzone đó, thì mình có những năm quan trọng này các anh chị cũng nên nhớ. Thì những giống nho mà cơ bản khi mà mình sản xuất của giống nho của AOC Riverzone á, thì là có Grenache Blanc, Grenache Noir, Grenache Gris. Macabio thì chính ra nó là giống nho Viura, tại vì khu vực ở Lanok Rusilon rất là gần biên giới lại là Tây Ban Nha, nên có những vài giống nho của Tây Ban Nha có thể là trao đổi qua lại. Tobato này cũng là một giống nho rất là nhiều anh em họ hàng với nhau. Tobato thì có Toba của Tây Ban Nha và có thể là đó chính là Malvasia của Ý. Về giống nho Muscat ấy, thì nó rất là phức tạp hơn nữa. Thì giống nho Muscat thì có hơn 200 hay là 250 gia đình và họ hàng với nhau. Nhưng mà hai giống nho chính của mình hay quan trọng trong cái phần Produce Natural này á, là giống nho Muscat de Alexandria và Muscat Arbetic Grand. Muscat de Arbetic Grand thì hầu như là các anh chị thấy là làm rượu với lại là khu vực Languedoc, Muscat de Frontignan, bốn cái appellation đó là hầu như những giống nho mà họ sử dụng là Muscat Arbetic Grand. Và cái appellation nữa là dùng giống nho này là Muscat Bon de Venise của Rhone. Còn Muscat de Alexandria thì họ hay sử dụng vào cái AOC Muscat de Riverzone blend với lại là Muscat Arbetic Grand. Thì đây là một cái giống nho rất là phức hợp. Như Muscat Arbetic Grand này là có họ hàng với lại là Moscato của Ý. Còn Muscat de Alexandria thì họ hàng với lại là Muscatel của Tây Ban Nha. Nói chung là hơi phức tạp một tí. Thì có những cái Muscat, có những cái Riverzone dưới sau đây thì Riverzone Ambre, Riverzone Tulé, Riverzone Grenache, Riverzone Rosé. Thì Riverzone Ambre thì nó là giống nho Grenache Blanc, Grenache Gris, Macabio, Topa, 2 năm trong thùng gỗ. Riverzone Tulé thì tầm khoảng 50% compulsory, tức là bắt buộc ở Grenache Noir. Còn Riverzone Grenache là ít nhất là 75% Grenache Noir và ít nhất minimum aging là 9 tháng. Grenache Rosé thì nó nhẹ nhàng hơn, chỉ là cool temperature, chỉ cần 3 tháng ở trong cái glass container để cho hương vị tươi mát fresh nhưng mà một chút ngọt ở trong đó. Thì AOC Mori thì một trong những AOC cũng quan trọng đối với lại là khu vực Van Dus Natural. Thì AOC Mori thì năm 1936 họ được phân hạng là AOC, thì có both cho direct wine và Van Dus Natural. Thì về cái maceration á, cái sự ngâm á, thì nó sẽ lâu hơn cho bên chỗ Banjul. Có những cái phân hạng, có những cái chai rượu thì cũng tương tự như là bên AOC Banjul. Thì mình có là Grenache, Riverzone, giống như là Grenache, Tui, Ambre, Blanc và không có Rosé. Grenache thì thật ra chính là nó là màu của nó là màu Ganesh, còn Tui Lê là màu đỏ gạch. Tức là cái độ đậm nó cao và khi mà cái độ mà
phần trăm blend của Grenache Noir nó sẽ nhiều hơn. Ambre thì sẽ màu hổ phách, golden nhẹ nhẹ, và blanc thì trắng. Thì minimum là 12 tháng trong cái phần gỗ. Có nhiều cái các anh chị nhìn thấy những chai Mori hoặc là chai Banzus, có những dòng như là OS thì cái như ít nhất phải là 5 năm trước khi cho ra thị trường. Về khu vực Languedoc thì mình có 4 cái appellation mà mình thấy là năm nào cũng có hay ra ở trong cái khu vực đề thi. Các anh chị cũng nên nắm rõ là Muscat de Frontignan, Muscat de Luno, Muscat de Saint-Jean de Minerva, Muscat de Minerva. Thì khu vực này thì nó sản xuất thì những cái rượu này hầu như rất là tương tự nhau, nhưng mà chỉ khác là những cái là những cái soil ở bốn khu vực lại là khác nhau. Và khi mà sự khác nhau về soil thì cho ra những cái tính chất hương vị và những cái khu vực rượu tức phức hợp khác nhau hơn. Như Muscat de Frontignan thì nó gần biển hơn, nó gần khu vực địa trung hải hơn, thì nó sẽ ra được có hơi hướng về Minerva. Còn Muscat de Saint-Jean Minerva thì ở khu vực cao hơn thì nó sẽ ra hương vị đầm tính nhẹ nhàng và soft hơn. Đây là những chai Muscat Luno Minerva. Thì bên cạnh những dòng Muscat ở những dòng Vaduz Natural đến từ khu vực Languedoc Roussillon thì là còn mình có thêm một hai appellation cũng rất là quan trọng nữa là Rasto và Muscat de Bon de Venise. Rasto thì hầu như đến làm rượu vang làm Vaduz Natural đến từ giống nho vẫn là Grenache. Còn Muscat de Bon de Venise thì làm từ giống nho Petit Grand của thì hai cái phần cũng quan trọng là nằm ở khu vực của Rhone này thì là nhiều lúc là họ hay nhầm tưởng như là Rasto và những cái chai vang đỏ như là chai Vaduz Natural đỏ như là Banzus hay là Mori. Có những lần mà blind tasting hay là sau đó thì rất là khó mà phân biệt. Có một đợt tăng la thi ở bên Hồng Kông thì có ra một đợt đề thi là blind tasting 8 cái loại liquid ở trong ly, ly trong màu đen luôn. Thì trong đó họ chai cho rất là nhiều loại, vừa trà, vừa rasto, rồi vừa rượu ngọt, vừa decay, vừa sauten. Thì khi anh chị có thời gian mà khi nếm thử thì anh chị sẽ phân biệt được những loại rượu Vaduz Natural này rất là khó. Đây là khu vực Rhone. Thì rasto sẽ nằm ở đây, đó là gần với khu vực của Gigondas và là Vaquerac. Còn Bon de Venise thì nó nằm dưới này tí. Đây là khu vực của Southern Rhone. Thì mình có những cái order fortified wine của Pháp như là như anh chị thấy trên hình đây là những chai Muscat Ducat Cos, là chai Muscat Baltic Grand Vaduz Natural đến từ đảo Corsica. Dưới này mình sẽ có là Flock de Gascon của Armagnac. Giữa này thì có chai Bomo thì đến từ khu vực Appellation của Normandy, thì nó là blend của Cavados và cider juice. Dưới này mình có Mac Van de Jura. Mac Van de Jura thường sẽ có hai hướng sản xuất, một là trắng và hai là đỏ. Trắng thì thường làm từ giống nho Chardonnay và Sauvignon, còn đỏ thì nó hay làm từ Thosso và Poussade cho giống nho của bên Mac Van de Jura. Thì Mac Van de Jura này thì các anh chị nhớ là nó khác với những cái van de liqueur khác, là nó được làm không phải từ grape spirit mà làm từ grape mạt nha. Ratafia thì một chai cũng là một chai van cường hóa van de liqueur của đến từ khu vực trước thì record lại thì nó làm ở khu vực Sampan. Nó làm những cái làm từ giống nho, những giống nho của Sampan, rồi van Sampan và được pha trộn từ mạt của Sampan. Nhưng bây giờ thì hầu như thấy rất ít sản xuất lại. Buff thì một chai aromatic wine hồi xưa sẽ sản xuất ở khu vực Massif ở miền nam nước Pháp, được sản xuất từ rượu đỏ Huff và Kini, một thành phần trong những loài hoa mà các anh chị hay thấy sản xuất như trong tonic, nước tonic có một trong những thành phần quan trọng hồi xưa cho các anh lính mà khi mà đi
để mà chống mà sốt rét và này kia, là họ hay uống những cái liqueur đến từ làm từ kimchi. Những chai bên cạnh những chai vanilla liqueur và những chai fortified wine Fandus Natural thì mình có thêm những dòng vermouth. Thì đây là một cái dòng vermouth và đặc biệt các anh chị thường hay nhầm tưởng là vermouth đến từ Ý, nhưng mà nó được sản xuất từ Pháp lâu hơn cả trước khi của Ý. Thì hai vùng sản xuất quan trọng của vermouth các anh chị hay nắm là đó là Marseille là famous cho cái thằng dry vermouth, còn Chambéry là cũng famous cho thằng Blanc. Blanc như tiếng Ý gọi là Bianco là nó đậm hơn tí, và Rouge là dùng cho vang đỏ, aromatic wine đến từ vang đỏ. Ở vùng Chambéry, Chambéry ở gần khu vực Burgundy và Jura các anh chị. Thì đây là một trong những chai cũng phần rất quan trọng, vì Tăng thấy là khi mà Tăng thi năm 2018 á, thì cái phần các anh chị thi mà khi làm aperitif, workshop aperitif á, thì trên bàn lại không để những chai mấy anh chị thường thấy như là Martini Rosso hay là những chai Singano, những chai mà anh chị thường thấy trên thị trường để mà làm Negroni. Thì đề bài cho ra làm Negroni thì có nhiều anh chị cũng chia sẻ với Tăng sau cuộc thi là cứ tìm chai Rosso Martini mà tìm không ra, nhưng thực ra trên bàn họ để sẵn một chai Dolin Vermouth Rosso, thì các anh chị cũng consider đó là nó chính là Vermouth Rosso, thì mình lấy cái đó mình làm luôn. Thì anh chị phải xem qua những cái phần mà aperitif, những cái phần lưu mùi và aromatic wine của Pháp để mình nắm rõ hơn, để mình đỡ mất thời gian về phần tìm. Idea cho vermouth này thì aperitif before dinner ít khi dùng cho after dinner và hầu như sử dụng vào cocktail là chính. Vino de Saron, Vino de Saron thì một vài cái thông tin về Vino de Saron thì như mình chia sẻ hồi nãy là nó là làm từ cognac, rượu fermented grape, tức là nước nho của cognac, và cho thêm cái cognac vào, sau đó mình lên men sau. Thì production của đến từ khu vực Saron department của khu vực cognac. Mình sẽ có hai loại, là khi loại trắng sẽ thường thường là từ cognac grape, và cognac grape thì thường thường là có ba loại chính là Uniblanc, Colomba và Fort Blanc, và mình có thể blend thêm vào được Semignon và Sauvignon Blanc, tại vì khu vực này rất là đẳng là một đô. Còn vì đỏ thì cũng như những cognac grape, nhưng họ lại based on cái Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon và Merlot. Đây là khu vực của Saron. Đây là van de liqueur nha, tầm khoảng 15 tới 22 độ cồn cho cái chai này. Thì thường thường chai này thì khi mình sử dụng chai này Pinot de Saron á, Pinot de Saron này á, thì mình hay sử dụng vào cái after dinner digestive, và mình hay pair với lại là cheese hoặc là foie gras. Một chai nữa mình giới thiệu đến đó là chai Nuit Brat. Nuit Brat là một trong những cái original dry vermouth đến từ khu vực Marseille và Nam nước Pháp. Thì giống nhau những sử dụng trong cái chai Nuit Brat này á, là giống như Pipou de Pinet hoặc là Claret. Thì type phải có những type khác nhau. Dry là original. Thì sau năm nào đó thì xin phép là mình không nhớ rõ, nhưng mà cái original đó là dry. Khi sử dụng cocktail, nhưng mà sau đó phát triển về cái này là liên quan tới về phần thị trường đó. Khi mà thị trường cocktail mà hầu như được phát triển rất là mạnh mẽ như là ở Mỹ và ở Anh, thì họ yêu cầu bên Nuit Brat này làm thêm một những cái chai như là Ambre và Red để mình dễ pha cocktail hơn. Thì cái phần Ambre và Red này là nó được ra đời sau hơn, và nhưng mà còn cái original nó là chỉ là dry. Nó sự cạnh tranh giữa cái Pháp và Ý cho cái phần liqueur để mà cạnh tranh thì rất là gay gắt. Nên như Ý thì có những chai như là Aperol hoặc là Campari, Signano. Thì bên Pháp thì mình muốn cạnh tranh hơn, mình ra những sản phẩm mà hợp với thị trường hơn. Đấy là lý do ra đời giữa những chai Ambre và chai Red. Ambre thì giống như chai Dry, nhưng mà nó thêm hơn 13 loại herb và spicy. Còn Red là similar process với lại Ambre, nhưng mà nó thêm hơn 30 loại flavor, herb, fruits, flower, spicy để cho hương vị phức hợp hơn. Một chai vermouth rất là ngon của Pháp. Ở bên cạnh đó mình có thêm một chai cũng nói một tiếng nữa là Lillet. Lillet thì đến từ khu vực ở Bordeaux region. Lillet đó là fortified wine mà được là pha trộn thêm những cái loại trái cây, chủ yếu là chanh, và những cái phần cây của là đó là đến từ kini, đến từ lá kina,
để mà tăng thêm hương vị ví như tonic cho ly lê. Ly lê thì original là có ly lê blanc. Trước ly lê blanc ra đời thì có một cái một loại ly lê gọi là kina ly lê. Kina ly lê thì hầu như cái hương vị mà kini ở trong cái chai đó thì nó nhiều hơn. Còn sau này mới ra đời thêm ly lê blanc, ly lê rose và ly lê rouge. Kina ly lê hoặc là ly lê blanc này là nó nổi tiếng trong vài cocktail aperitif. Trong đó là các anh chị hay xem phim Sông Bạc Hồng Gia, Casino Royale của DB07 thì có ly cocktail Vesper được phát triển từ cocktail Kina ly lê. Nên là thông tin bên này cho anh chị. Một chai nữa là Dubonnet. Dubonnet thì rất là một chai aperitif nổi tiếng cho toàn nước Pháp. Dubonnet thì phát triển từ Kini, cũng là từ Kini từ năm 1846. Thì khi mà ông này phát minh ra, ông Sir Joseph Dubonnet này phát minh ra cái chai này để giúp những anh lính hành quân xa, để mà khi mà chống bị sốt rét, bị lạnh thì Kini được thêm vào và những cái secret herb và secret base để cho những cái chai rượu này nên phức hợp hơn và hành quân xa để mình uống mình cảm giác có năng lượng và ấy hơn. Có hai loại rack nhưng mà có hai version, là một cho Pháp, một cho thị trường Mỹ. Cái chai này đặc biệt nổi tiếng là từ đây nổi tiếng là nhờ vào Queen Elizabeth II ở thị trường Anh và mẹ của Queen Elizabeth là favorite drink, uống cái này với là tonic. Aperitif thì quá tuyệt vời. Đây, Dubonnet. Những bên cạnh đó những chai thì về spirit alcohol của Pháp thì nó rất là nhiều loại khác nhau. Nhưng mà bên cạnh mình sẽ có được là Pomo, Calvados và cider của Normandy, Grand Marnier. Grand Marnier thì mình sẽ có đây là một loại liqueur của cognac based on orange, Lambic. Sample rất là nhiều và rất là về spirit và liquor và fortified wine rất là phong phú bên khu vực Pháp. Mình nói sơ tí về French liquor thì phần này thì mình sẽ nói nhanh. Tại vì có một phần thi mà khi mình thi thì có một phần practice nó. Tại vì ở mình thi vào aperitif. Nhưng mà ở những khu vực khác thì họ có thi vào digestive nữa. Thì khi digestive cho ra đề như năm một lần tăng thi á, thì nó ra đề là cho một chai Sato, một chai chiếc phân sách và một chai Cancho. Thì cho ra đề như vậy thì cho ba giám khảo thì mình phải hỏi được ai sẽ uống món gì và mình sẽ phục những loại ly chính xác đi kèm với lại là những loại rượu cho chính xác để mình được cộng điểm. Thì là phần mình quan trọng để mình muốn giới thiệu với các bạn. Có rất nhiều liqueur ở Pháp based on fruit, spice, flower, hoa, coffee, herb, honey. Liqueur ở Pháp là được hình thành từ những trung thế kỷ rất là lâu, khi mà những cái mon Benedictine hay là những cái thầy tu tu viện họ distill những cái herb, những cái spirit và họ thêm vào những cái herb spice để cho tăng thêm hương vị phức hợp và hương vị họ muốn hướng đến, những cái secret recipe. Rất là quan trọng trong cái hầu như liqueur là policy là với nhất là phải tầm khoảng 15% nồng độ cồn, nhưng mà hầu như những cái French liqueur của bên Pháp là hầu như là trên tầm khoảng 40% nồng độ cồn trở lên. Rất là quan trọng trong những cái phần cocktail project khi mình làm. Thì những cái famous liqueur mình hay nói là hay gặp ở của Pháp như là Apéanis flavor liqueur, mình sẽ có được Patis với hai dòng chính nổi tiếng đó là Cagnon và Ricard, Absinthe. Fruit flavor liqueur mình sẽ có Cointreau, Grand Marnier, Crème de Banana, Blue Curaçao. Herb liqueurs mình sẽ có là Dom Benedictin, một loại liqueur rất là lâu đời của Pháp, sản xuất từ năm 1510. Sato thì có hai version, đó là green và yellow. Green thì chủ yếu là herb, mà hơn 130 loại herb khác nhau. Tới bây giờ thì còn không ai biết được secret recipe của nó. Yellow thì tương tự như green Sato nhưng mà có thêm honey. Crème de măng thì làm từ mint. Nổi tiếng với cocktail chiếc phân sách.
flower liqueur mình sẽ có Saint Germain với cây hoa là elderflower, crème de violet, parfait, parfait de amour, parfait de amour thì từ những cái hoa như là những cái herb hoa violet blend với lại là coriander, có thêm chút chanh đồ nữa để cho một cái phức hợp cho cái parfum amour này có một màu tím rất đẹp giống như là hoa violet vậy. Berry liqueur thì mình có Sambuca làm từ blackberry, crème de cassis, crème de cassis cái nổi tiếng với cocktail Kia và Kia Royal. Thấy năm nào cũng có hay thi và cũng có hay hỏi về vấn đề Kia hoặc Kia Royal. Mito làm từ cái sim. Nut liqueur mình có crème de noya, chocolate, cacao thì mình sẽ có crème de cacao, crème de chocolate. Như dưới này mình chỉ thấy một chai Bicon. Bicon là một loại liqueur còn nổi tiếng ở khu vực Alsace và tiếp khu vực tiếp giáp với Đức, chủ yếu là blend với bia. Ở đây là khu vực uống mùa hè là uống tẹt ra Bicon. Đây là cách phục vụ áp xăng, đốt xong rồi cái cho nước vào cái để xuống, một cách phục vụ áp xăng rất là hay của bên Pháp. Nồng độ cồn rất là cao nha các anh chị, áp xăng tầm khoảng 75-76 độ trở lên không. Spirit của Pháp thì khi mình qua được phần liqueur và qua được phần Vin Rouge Natural thì Vin Rouge Natural thì tất nhiên nó chỉ dừng ở khu vực lên men, còn qua được Spirit rượu mạnh rồi thì nó phải liên quan đến phần chuyên cắt. Thì có những Spirit quan trọng của Pháp anh chị nắm là Brandy, mình có được Apple Brandy, Grape Brandy, Fruit Brandy. Hai cái Grape Brandy nổi tiếng là các anh chị sẽ thấy được đó là Cognac và Armagnac. Về cao đốt thì được Spirit là lên men và chuyên cắt từ táo. ODV có rất là nhiều loại, ODV để Blum, ODV để Mirabella. Về mạc thì hầu như sản xuất ở các cả các vùng là trồng nho. Khi mà họ muốn tận dụng những cái phần còn lại của sau khi pressing cái process thì nó cho ra được distillery lên thì sau đó cho ra mạc. Giống như tương tự như là grape 3 của Ý vậy. ODV đó là một cái chai spirit colorless là không màu, mean spirit. Thì chai này là tôi làm từ là fruit brandy và hầu như là sẽ là không có ủ, hầu như sẽ là không ủ cho được cái clear liquid. Thì ODV thường sẽ làm có những loại như ODV de poa tức là lê, ODV de pom, pom là táo, ODV de mirabella, ODV de beach là đào. Thì ODV hầu như sẽ xuất ở khắp nơi ở trên khu vực của Pháp, tương tự như là kiss có thể là sản xuất ở khu vực của Alsace là nhiều và ở bên Đức và tương tự như là Snap của Đức, thì mình có những cái sản phẩm spirit tương tự về ODV. ODV thì best drinking có thể là after dinner hoặc là như digestive. Best drinking đó là nick room temperature là bên châu Âu của bên mình chứ phải mình light chill hoặc là bỏ vào tủ lạnh. Và best drinking cho dòng ODV này thì thường vì dòng nồng độ cồn của nó rất là cao nên mình sẽ cho vài drop water vào. Thì khi nó sẽ mang thêm hương vị của fruit nhưng mà là cool down cái alcohol thì mình sẽ là enjoy for after dinner là ODV làm từ fruit brandy. Mà một trong những chai cũng rất là quan trọng và thường hay thấy sau bàn tiệc của các gia đình Pháp khi họ ăn xong thì họ sẽ làm một cái mạc. Vì sao mạc đó là sẽ giúp được các digestive massage cái stomach, các anh ăn no quá thì một dinner hay một bữa ăn của Pháp thì kéo dài từ khoảng 3-4 tiếng thì rất là nhiều đồ ăn. Mình đã từng experience một cái lunch 3 tiếng đồng hồ ăn trưa tại Provence hơn 8 course và sau 8 course thì có thêm chi nữa thì coi như hôm đó là coi như là bể bụng luôn. Thì sau đó thì khách lại gửi là một cái mạc ở khu vực này thì uống xong là mình sẽ cảm giác được thoải mái hơn, đỡ bị đầy bụng hơn. Thì mạc đó là spirit đó làm từ bomex tức là những cái gì còn lại sau khu vực lúc là làm công đoạn mà pressing những cái trái nho trong wine production. Thì những cái phần còn lại như là da, skin, bắp, thịt, xích, những cái hạt và stem để mình ép xong rồi mình ra nước, xong rồi mình lấy cái nước spirit đó mình sẽ lên men và mình sẽ chưng cắt lên.
Về mạc á, thì lại nó lại là thường xuyên hầu như là ủ. Thì những cái mạc chai mạc nổi tiếng của Pháp như là mạc Alsace, Bourgogne, Bourbon, Jura, Languedoc. Bên cạnh đó thì Rhône cũng có sản xuất và Champagne cũng có sản xuất. Mạc để Bordeaux cũng có sản xuất, như nhà Mouton Rothschild thì hay sản xuất những chai mạc. Như anh chị thấy hôm nay là chai mạc mạc để Bourgogne Romane Conti. Như bên trái đây là một chai mạc của Mouton Rothschild. Thì chai mạc sản xuất ở đâu thì giống nhau, lấy sản xuất ở đó thôi. Như Burgundy thì chắc là Pinot Noir. Bordeaux thì có thể Blanc, Cabernet Sauvignon, Cab Franc, Merlot. Thì đây là không biết là hầu như trên thị trường thì không biết là có nhiều công ty mà có nhập khẩu về mạc không, thì như mình thì thấy thì rất là hiếm trên thị trường. Việc Red Brandy thì có hai cái Red Brandy thì hầu như được sản xuất khắp nơi trên Pháp. Thì những nơi nào mà có trồng nho thì họ có thể lấy những phần nho đó để mà họ sản xuất, họ lên chân cắt lên thành Red Brandy. Nhưng có hai khu vực quan trọng nhất các anh chị hay nắm và năm nào thi thì cũng có một hoặc hai câu đề cập, đó là Cognac và Armagnac của khu vực Aquitaine. Nói về Cognac thì Cognac đó là best known type Sauvignon Brandy để làm từ Red Brandy. Giống nhau cơ bản để mà sản xuất Cognac đó là Unique Blanc, Fort Blanc và Colomba. Rượu Cognac thì được chưng cất là hai lần. Nó khác với lại Armagnac. Armagnac chỉ được chưng cất có một lần. Thì có nhiều câu hỏi, nhiều nguồn tranh luận khác nhau giữa các nhà nếm thử, thì hay tranh luận là ai thích Cognac hơn, ai thích Armagnac hơn. Đó thì đến từ những tính chất khác nhau, mặc dù rất là giống nhau, đều làm từ nho, đều làm từ một khu vực giống nhau, đều được chưng cất giống nhau, còn tương tự nhau. Armagnac thì có thêm một giống nho nữa là Paco 22A, thì nó mang lại hương vị khác nhau và các cách chưng cất khác nhau, và cũng như terroir khác nhau thì nó sẽ ra được những cái hương vị khác nhau. Thì có hơn 6.000 vinha grow grape ở khu vực Cognac, mà hầu như chính ở 6 ở cái sub region gọi là crew. Thì có những cái crew này là các anh chị sẽ giống như là mình có là 6 cái crew quan trọng, các anh chị nên nhớ đó là Grand Champagne, là khu vực này mình có Petit de Champagne. Champagne này ở đây thì không, hầu như là không liên quan gì đến lại Champagne ở khu vực Champagne hết, các anh chị đừng bị nhầm. Champagne này chẳng qua nó là một cái từ để mà diễn tả cái soil của khu vực này á, là chủ yếu làm từ limestone, chứ không, hầu như nó không liên quan gì với lại Champagne đến từ khu vực Champagne. Pont de Rerie là khu vực màu cam này, tí này, phân bo, ba cái bo còn lại, Pont bo và Pont de Enery. Trong đó thì khu vực Grand de Champagne thì hầu như sản lượng nó là cho ra cao nhất và chất lượng nhất, hầu như Champagne đắt, những cái con nhất đắt tiền nhất là đến từ khu vực Grand de Champagne. Và xa nhất là khu vực Pont de Enery, là khu vực này thì nó gần biển hơn, nên là sẽ có một chút minera, có một chút touch của khu vực biển Atlantic này cho cái vinha. Đây, Grand de Champagne rất là fine, high quality Cognac. Nó là premier Cognac, rất là long finish, powerful, nhiều floral và ủ rất là potential cho cái aging. Petit de Champagne thì nhỏ hơn, cây nho thì thấp hơn, cho ra sản lượng nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn so với lại con de Champagne. Thì trong đây có một cái thuật ngữ nữa có rất là quan trọng mà anh chị thường phải cố gắng chú ý, đó là fine Champagne. Thì nó sẽ không được nằm trong cái phân hạng trong cái crew, và fine Champagne đó thì nó là blend của Grand de Champagne và Petit de Champagne, nhưng mà ít nhất phải là 50% sản lượng đến từ Grand de Champagne, có thể lên đến 60%, 70%, 80%, 90%, nhưng mà ít nhất 50% đến từ Grand de Champagne nên được gọi là fine Champagne. Bondery thì nutty hơn tí, rich, nhiều hoa hơn, như là hoa violet thì được gọi là con nhắc cho lady, tức là có nghĩa là aromatic hơn những cái crew khác. Phân bo thì đậm, strong aroma, round và fruity. Có một chút oily. Bông bo thì khu vực là less chucky nhất, nên đây là một trong những cái crew mà cho ra được rất là smooth và round test cho so với những các crew khác.
Bonaire thì khu vực xa nhất, gần biển nhất nên mang lại hướng một chút mirality, một chút tết của si cho cái khu vực Vinh Nha và cho cái dòng rượu các bạn bên sản lượng bên nhà rượu muốn hướng đấy ạ. Thì tất cả con nhắc cái phần năm tuổi cũng rất là phần quan trọng, như mình thấy cũng lâu lâu cũng hay ra thì như con nhắc á, thì ít nhất phải 40% percent cái nồng độ cồn nó là ít nhất và phải được chưa cắt qua 2 lần. VS thì qua là anonym của very special, thì ít nhất là phải được ít nhất là 2 năm. Các anh chị đừng thường thấy những chai có những cái VS mà nó ghi trên cái rượu ấy. VSOP á thì viết tắt của very special opel thì ít nhất là minimum là 4 năm. XO thì viết tắt từ extra O. Extra O này là minimum ít nhất là 6 năm trước năm 2018 và qua năm 2018 nó được tăng lên là 10 năm cho dòng con nhắc. Mình chứ có một câu hỏi đặt ra thì mình cũng bí khô này, là mình ai cũng nghĩ là 6 năm nhưng mà mình phải là phải cập nhật hàng ngày á, nên nó sau 2018 là nó được classify là phải đủ 10 năm trở lên mới được công nhận là extra O. Tiếp theo là một cái bên cạnh con nhắc thì mình có nhắc thì đối với được thông tin mình được biết thì con nhắc thì hầu như để dành cho xuất khẩu, còn Armagnac thì hầu như dành cho nội địa. Các anh chị các gia đình Pháp, các cụ Pháp thì thường thường hay sử dụng Armagnac hơn trong cái bàn ăn, trong cái dinner, và rất ít khi thấy sử dụng con nhắc after dinner. Thì Armagnac thì cũng ở khu vực Gascon, khu vực Aquitaine thì nó nằm dưới về con nhắc thì nằm trên, thì Armagnac thì nằm dưới cái khu vực Bạc Đô, thì nó được sản xuất từ giữa năm thế kỷ thứ 14. Về giống nho sử dụng của Armagnac thì có lại 4-4 giống nho, đó là Gini Blanc, Fort Blanc, Baco Am 2 và Columba, thì nó khác cái con nhắc. Có những cái năm tuổi như các anh thấy như là Oak S thì giống như là Extra O của bên con nhắc sau năm 2018, thì bên này thì mình có Extra O tầm khoảng 6 năm và mình có Oak S tầm khoảng 10 năm. Mình có sẽ có trên chai rượu thì nếu mà không để chữ VS thì có thể 3 ngôi sao, 3 star thì có nghĩa là 2 năm đi ngủ, và VSOP có nghĩa là hơn 5 năm. Thì vì cách làm rượu của Armagnac thì có vẻ là kỹ càng hơn, dịu hơn và rất là serious hơn về cái từ cây trồng giống nho cho đến ủ so với lại là con nhắc. Thì có những cái crew, có những cái khu vực terroir, ba cái terroir rất là quan trọng của Armagnac. Đó là ba Armagnac, Terranese Armagnac và O Armagnac. Thì ba Armagnac ông O và ông ba, O hình như là phía trên, còn ba là như phía dưới, và ông Po hè ông O là phía trên luôn đó. Ba là khu vực phía dưới, thì khu vực này thì cho ra những cái Armagnac thì light hơn, fruity hơn, delicate hơn, và còn Terranese thì Armagnac thì khu vực trung á, thì nó cho ra những chai Armagnac rất là full body, rất là long time về cái mà maturity hoặc như là long aging. Còn khu vực Armagnac thì nó nhẹ nhàng hơn, và thường nó là rất là mềm, và nó về chất lượng nó sẽ không được như ba Armagnac hoặc là Terranese Armagnac. Ba cái tên quan trọng các anh chị phải cố gắng nắm. Tiếp đó thì đến khu vực Normandy. Normandy thì mình sẽ có Calvados. Calvados thì như là được lên men và chân cắt từ táo. Thì khu vực này là chủ yếu là trồng táo thôi, ít thấy trồng nho. Không biết về chắc do đất và do cái điều kiện khí hậu thì không trồng nhiều, nhưng mà focus vào những cái chai, những cái táo. Thì cho ra những dòng như là Calvados rất là tuyệt hảo. Có thể sử dụng after dinner. Nhiều lúc là những chai Calvados rẻ thì có thể support vào những cái cooking method cho những cái nhà hàng, thì họ sử dụng Calvados. Có những cái appellation quan trọng của Calvados như là Calvados de Bedo, IOC Calvados, Calvados de Don Fonter, và những cái IOC Calvados khu vực around. Về độ tuổi của Calvados, khi mà
aging á, thì mình sẽ có những cái thông tin các anh chị cũng nên nắm, đó là như five hoặc là toilet 3 ngôi sao á, hoặc là 3/8 thì ít nhất phải là các anh chị thấy trên cây cao đốt á, thì sẽ có được là ít nhất là phải là ủ là 2 năm view hoặc là reserve là ủ ít nhất là 3 năm VO tức là hoặc là VSOB hoặc là VSOB thì ít nhất ủ nhất là tầm khoảng 4 năm extra O, Napoleon OH hoặc là Aincon thì ủ nhất là 6 năm. Thì chị cũng nên nhớ phần này những lúc thì ra những cái ủ chai của cao nhất, cao dos và con nhất những lúc cũng hay có trong đề thi. À, thêm một phần spirit nữa thì em muốn chia sẻ các anh chị, đó là những cái chai rum đến từ Martinique. Thì đây là một trong những thuộc địa của Pháp. Vì năm của Tăng Thi á, thì có blind tasting là blind tasting spirit. Nhưng không biết chắc là đầu tiên là thi blind tasting spirit. Hầu như là thi blind tasting về ngoài thì năm đó ra thì hầu như ai bất ngờ. Ở trong phần thi á, trong ba loại mà spirit mà tăng blind tasting ở Sài Gòn á, thì có một loại là con nhắc VSOB, một loại Armagnac Extra Old và một loại rum. Thì rum thì rất là khó người đoán được chai rum đó. Thì các anh chị cố gắng Martinique rum là một đảo thuộc Pháp, thuộc Cộng hòa Pháp luôn. Nên những sản phẩm của đến từ đảo này nó vẫn tính luôn vào của Pháp. Nên có nhiều lúc sẽ ra trong bài thi. Đến thị trường Tăng Thái như là chai Saint James, Torivier hoặc là Clément đến cổ cho Martinique rum. Thì các anh chị có điều kiện có nên thử trước để là biết đâu thì nó ra thì đó nó đã ra rồi. Nên điều gì có thể xảy ra. Có những cocktail famous về French aperitif các anh chị nên nắm, tại vì nhiều lúc cũng hay ra phần aperitif là làm workshop như là Kia. Kia nổi tiếng đến từ Creme de Cassis, chỗ lại là rượu aligoté hoặc là Kia Royal. Thay vì rượu aligoté thì họ bỏ champagne vào. French Sanctify, French Martini từ Saint-Port, French Sanctify có ăn có sugar bitter, gin, champagne cocktail, Jack Francis hoặc là những cái other aperitif khác các anh chị hãy nắm được recipe để mình khi mình làm những cái workshop ấy về aperitif và cocktail cho khách hàng thì mình tiết kiệm thời gian, tại vì trong vòng khoảng 3 phút mà các anh chị phải làm hơn 3 đến 4 loại aperitif thì đâu đó sẽ ra những cái aperitif gần gũi nhưng mà các anh chị phải nắm để recipe để mình action nó nhanh. Đã cảm ơn các anh chị đã theo. The angel sang a whiskey lullaby.